ngồi dậy đi, Nam Chi xuống kìa nó la đó. Anh đằng sau có đẹp không? Đẹp lắm á. Nhưng mà sao ngày nào hai người cũng mặc bộ này hết trơn vậy? Bộ không có đồ thai hả? Ở giờ quá đi. Con bé này. Tại sao cậu đánh con? Con đi đâu vậy? Bữa nay là đi về quê đó. Dạ con bận tí việc, chắc không về với mọi người được rồi. Trời ơi trời, làm gì làm bác sĩ chứ. Cũng phải cho người ta cái thời gian người ta nghỉ chứ. Bác sĩ nào cũng vậy mà ba. Bác, xong hết chưa? Xong rồi con. Ồ, hành lý đâu rồi, em không đi hả? Dạ em bận việc, không đi với mọi người được rồi. Hả? Ủa, cái thằng này. Đi bà. Lâu lâu về quê mà cũng đi không được nữa. Con đi lên thư viện luôn. Cái gì? Có bao giờ đi thư viện đâu, mày đặt đi thư viện nữa. Thôi kệ nó đi. Có mà không có mở thì chợ Dân Đông. Đi, mình đi. Thiệt tình á. À, Tâm Ý ơi. Dạ. Con đâu rồi? Dạ, nè, cô đi nha. Ở nhà coi nhà cẩn thận á. Dạ, cô đi cẩn thận nha cô ạ. Chào hai đứa. Yeah, chính thức được tự do rồi. Chị ơi, hôm nay Nam Chi không có nhà cả ngày luôn hả chị? Ơ, Tâm Anh đi đâu vậy? Sao? Không có tao nên mày muốn vào phòng tôi chơi phải không? Giấc mơ chỉ là giấc mơ thôi cưng. Ủa chị ơi, chị có thấy cái remote TV đâu không? Chị không biết nữa, em coi ở đâu đó đi. Sao? Không có tao nên định xem TV thoải mái chứ gì? Mày đang kiếm này hả? Giấc mơ chỉ là giấc mơ. Nên mày đừng có hòng mà uống. Giấc mơ chỉ là giấc mơ. Thiệt là quá đáng. Bánh in hả chị? Ừ. Nè, của em nhân đậu phộng nè. Wow. Của chị là nhân đậu xanh. Ngon quá chị ơi. Em sao vậy? Mắc nghẹn hả? Để chị lấy đi nước nha. Thôi chị ơi. Sao vậy? Ngồi ăn bánh in như vậy, tự nhiên em lại thấy nhớ ba quá. Trước mặt tụi con có 3 miếng bánh. Trong đó có một miếng bánh có nhân tỏi. À, giờ tụi con chọn đi ha. Ba cho quyền tụi con chọn trước ha. Rồi cái cuối cùng sẽ là cho ba. À. Không biết trong này cái nào là nhân tỏi. Ê, phạm luật. Chỉ được quyền nhìn và chọn thôi, không được hỏi. Hỏi biết rồi sao, đúng không? Nhìn thôi. À, vậy con chọn cái này. Vậy con lấy cái này. Rồi, vậy là cái này của ba hen. Dạ. Giờ khoan. Ba đếm 1 2 3. Ba thì ba cho con mình đều ăn nha. Dạ. 1 2 3. Ba ăn trúng nhân tỏi rồi. Nhìn mặt ba mắc cười quá. À, con cho ba miếng nè. Cho ba hả? Dạ. Con cho ba miếng nè. Cho ba chút. Ba chút. Ba có cái gì? Dạ, gì đó ba. Tên tê tê. Tết trung thu đốt đèn đi chơi. Ba cha con mình đốt đèn đi khắp khu rừng. Làm đèn. Làm đèn đẹp quá ba. Tâm Anh vui không? Vui không? Vui lắm chị ơi. Đẹp quá à.
Ăn đi con. Dạ. Thôi em ăn đi nha, chị đi dọn dẹp đây. Ba cha con mình đốt đèn đi chấm khu rừng. Làm đi, làm đèn đẹp quá ba. Em ăn vui không? Vui không? Em vui lắm chị ơi, đẹp quá à. Ăn đi con. Dạ. Ở nhà không có ai hả? Ờ, dạ. Mẹ này kỳ thiệt. Nhà không có ai mà cũng bắt dọn là sao? Dạ, thì nhà ngày nào cũng phải lau mà. Đưa đây tôi làm cho. Dạ. Đưa đây tôi làm cho. À, dạ thôi không cần đâu. Để tôi làm cho mà. À... tôi làm được. Không sao, tôi làm được. Làm cái gì mà đến một ngày nghỉ cũng không có. À, thôi, để tôi làm cho. Thôi, đã nói là hôm nay nghỉ một bữa đi mà. Nhưng mà... chắc là người ta giao đồ á, xuống lấy giùm tôi đi. Ủa, giao hàng hả? Ừ, chứ nhà có gì đâu ăn ngoài bánh ninh. Kêu đồ ăn tới. Sao không để tôi nấu cho, tôi nấu nhanh lắm. Nhà đi hết trơn rồi nấu làm chi vậy trời. Đi xuống lấy đi. Dạ. Đúng là em thích ăn phở thiệt đó. Dạ. Em ăn giỏi thiệt đó. Dạ. Em thích ăn phở lắm á anh. Hôm nay cảm ơn cậu nha. Em không cảm ơn anh đâu. Thôi để tôi dọn cho. Thôi hôm nay nghỉ một hôm đi. Để tôi. Thôi. Alo. Hả? Ở đâu? Rồi rồi qua liền. Ôi. Thôi gì dọn giùm tôi nha. Con tính đi đâu vậy? Ủa cậu à, con đi qua nhà Kỳ Quang chút. Chú ơi, chú ăn cơm chưa? Hay là để con dọn ăn đồ ăn cho chú nha. Thôi khỏi, chú ăn rồi. Dạ. Nè, cái này cho Tâm Anh nè. Hôm nay là trung thu, chú có mua cái này cho hai đứa, hy vọng hai đứa thích. Nè Tâm Anh. Dạ. Cái này của Tâm Ý. Ồ, cái này là cái gì vậy chú? Cái mặt thử coi đi. Quá, áo đẹp quá chị ơi. Áo mới hả chú? Chú mua đại, không biết sở thích hai đứa như thế nào, nhưng mà hy vọng là hai đứa sẽ thích. Sao tự nhiên chú mua đồ cho tụi con vậy? Thì thích thấy thì mua thôi. Hai đứa mặc thử coi được không? Dạ. Con cảm ơn chú. Cảm ơn chú đi. Dạ, con cảm ơn chú. Mà nè, hôm nay á là trung thu, hai đứa không đi chơi hả? Nghe thấy nhà buồn quá, ra mở tivi coi đi. Nhưng mà chú ơi, con không mở được tivi. Sao vậy? Dạ, con thấy cái remote đó hết trơn á. Phía sau này nè, có cái nút, coi như cần nhấn vô. Đó, là coi được rồi đó. À, hay quá à, con cảm ơn chú. Nè, bây giờ còn muốn chú giúp cái gì nữa không? Rồi, chú mở được rồi đó. Wow, con cảm ơn chú.
Bây giờ con có cần chú giúp gì nữa không? Bây giờ chú uống rồi đó, cho nên cái vạch này không còn giá trị nữa. Cho nên con cứ uống thoải mái đi nha. Dạ. Uống một ly đàng hoàng nè. Dạ. Dạ, đã quá, con cảm ơn chú. Vào uống tiếp đi. Chú cũng thấy vậy, đẹp lắm, hợp với con lắm. Dạ, con cảm ơn chú. Không có gì đâu. Đẹp quá chị ơi, em cũng muốn mặc thử đồ của em nữa. Tâm Ý ơi, có ai bấm chuông kìa. Chú thương em, con nhớ chú lắm. Chú còn nhớ con lắm. Ủa, ai đây? Dạ, chú này là người quen của tụi con á. Chào anh, à, tôi là Julian. À, tôi là Sĩ. Chú ơi, chú cho tụi con ra ngoài chơi chút nha. À, xin phép anh là cho dịp Trung Thu này á, tôi dắt hai bé đi chơi. Đi chơi thoải mái đi, Trung Thu mà. Thì hả chú? Con cảm ơn chú nhiều. Con cảm ơn chú nhiều. Cảm ơn. Đi chơi vui vẻ nha. Ăn chào chú nha. Ừ. Chú có một món quà cho hai đứa. Quà gì chú? Kính thưa hai quý cô, ngay tại đây tôi sẽ được biểu diễn một chương trình Magic Show ngay bây giờ. Ủa chị ơi, Magic Show là gì? Không vỗ tay cho chú một cái hả? Ok. 1 2 3 Đẹp quá chú ơi, hay quá. Hả? Đẹp quá. Thành cưới chú không? Dạ. Ừ. Magic Show. Ba có đang ngắm trăng không? Hôm nay tụi con được ăn đồ ngon, được tặng áo đẹp và được nhận món quà là ngắm cảnh trăng rằm bên vào phun nước ở Sài Gòn nữa. Chắc giờ này ba cũng đang nghĩ tới tụi con phải không? Tụi con rất khỏe nên ba đừng có lo nha. Ba cũng phải giữ gìn sức khỏe đó. Hôm nay là Tết Trung Thu, là Tết đoàn viên, là ngày mà mọi người được vui vẻ và quay quần bên nhau đó ba. Thế chị mới đi học về. Ủa, Tâm Anh? Dạ. Sao rồi? Bữa nay đi học sao? Nói chị nghe coi. Kiểm tra giánh tả được không? Em xin lỗi. Sao vậy? Em được 10 điểm luôn nè. Chị mà dám là chị ha. Bé nè. Trò chết nè. Không giỡn nữa nè. À chị, chị biết hôm nay Lam chi được mấy điểm không? Mấy điểm? Ta được có 1 điểm thôi đó. Sao? Có 1 điểm mà hả? Dạ. Chắc là chứng này bị la rồi. Dạ đúng rồi. À chị ơi, cô giáo nói em phải có một bộ nhạc cụ để học đó chị. Ừ. Bộ nhạc cụ là gì vậy Tâm Anh? À, bộ nhạc cụ gồm có trống cầm tay nè, phách tre nè, với sáo. Em hỏi cô là dùng nồi niên son chảo thế được không, cô nói không được. Vậy là chị cũng phải mua cho em một bộ rồi. Nhưng mà tiền đâu chị mua? Dạ. 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 Con chào cô. Con chào cô. Hôm nay là tròn 1 tháng con làm việc rồi đó. Nè, cô trả tiền lương cho con tháng này, vất vả cho con rồi. Dạ. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ, con cảm ơn cô. Có tiền mua giá cũ nè.